Chào quý vị và các bạn, chiều nay Nam Bộ tiếp tục có mưa dông mạnh. Tại Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tây Ninh là những nơi có mưa to với độ phản hồi màu vàng và màu cam đậm trên ảnh radar này. Tại thành phố Hồ Chí Minh còn xảy ra ngập úng ở một số tuyến đường tại quận Gò Vấp và quận 12. Dự báo sang ngày mai, khả năng cường độ mưa sẽ giảm so với hôm nay. Số điểm mưa to màu xanh đậm như thế này sẽ khá là ít xuất hiện cục bộ. Còn lại hầu hết đều là mưa nhỏ dưới 25mm. Thời gian mưa cũng xuất hiện muộn hơn vào chiều tối. Tuy nhiên, trong cơn mưa vẫn cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như là gió giật, sấm sét và dông lốc kèm theo. Thời gian từ sáng đến đầu giờ chiều mai, toàn miền sẽ có nắng. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, thành phố Vũng Tàu, từ thành phố Tân An đến khu vực miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ sẽ từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển Bình Thuận, Cà Mau Kiên Giang ra tới ngoài khơi huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Huyện đảo Hoàng Sa thì sẽ có gió mạnh cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km.